nói về là sinh viên là bắt đầu từ năm nhất, thì bản thân thì rằng là khi mà sinh viên năm nhất ấy, nhiều khi là không có vốn đâu, không có đồng đâu. Anh nói luôn là bản thân nhé, ai nghĩ rằng ở đây ai đại gia rồi bắt đầu khởi nghiệp không? Không có đúng không? Mình không có tiền thì mình mới bắt đầu nghĩ ra kinh doanh thì mình bắt đầu mới khởi sự đúng không? Đấy thì rõ ràng là đơn giản là gì? Có những nhiều bạn anh biết, các bạn có những gia đình sinh ra thì có thể nói là người ta nói vui trong báo chí, người ta vẫn bảo là sinh ra ở vạch đích, lùi lại một tí thì vẫn là về với vạch đích, nghĩa là nhà đã có đầy đủ điều kiện để có thể khởi nghiệp rồi. Nhưng mà anh nói rằng là phần lớn thì đất nước chúng ta không có nhiều những người như thế đâu. Vì bản thân là lúc mà anh đi sang du học ở bên Nhật ấy, thì anh mới thấy rằng là kể cả đất nước Nhật Bản họ giàu đến như thế, nhưng mà họ rất là khiêm tốn. Mà họ khiêm tốn đến cái mức mà mình nghĩ rằng là nhiều khi ấy, trong cái tư tưởng của người Việt ấy, mình còn nghĩ là họ bần tiện, tức mình gọi là siêu bần tiện, tức là họ tiết kiệm đến cái mức mà mình nghĩ là với những cái người như thế thì mình nghĩ là họ không thể giàu được. Thế nhưng mà nhầm, tất cả mọi người đều đã nhầm sai hoàn toàn. Cả những cái người mà họ giàu bao nhiêu ấy, và đất nước họ phát triển bao nhiêu ấy, thì là họ càng biết tiết kiệm được nhiều. Cái này thì nó hơi ngược ở Việt Nam nhé. Việt Nam mình anh thấy ấy, phần lớn các bạn trẻ ấy, thì các bạn ở đây anh hơi nói một tí, tức là ví dụ các bạn nữ đi, ví dụ nhé, nhiều khi mình chỉ là tâm lý thôi, mình thích đi mua sắm, nhiều khi mua còn nhiều hơn cả những gì mình đang có trong tiền ấy, trong túi trong tay ấy, nhưng mà mình cứ thích đi shopping thôi. Đấy, thì nhiều khi mua những thứ nó rất là dư thừa hoặc là bản thân ghen chưa dùng ấy, thì ghen cảm nghĩ là nó thỏa mãn được cái thú vui của bản thân, nhưng thực tế nó lại đang đụng vào tài chính cá nhân của ghen rất là nhiều. Với người Nhật ấy, người ta không có quy tắc như vậy đâu, và bản thân là người ta quản trị tài chính cá nhân của họ rất là tốt, và họ chia ra từng cái khoản chi trong từng một tháng. Từ sinh viên nhé, anh không nói là những người đi làm đâu, sinh viên mà các bạn ý rất là ý thức ở cái việc là các bạn ý biết tận tiền tiết kiệm từng đồng một. Và sinh viên ấy, đặc biệt là sinh viên, các bạn ấy cũng đi làm thêm cũng như mình thôi. Ở đây thì anh nói thật là có bạn nào đang đi làm thêm giờ này chẳng? Rồi khoảng ở đâu đó khoảng một nửa đấy, 50% khán phòng giơ tay lên, thì anh biết là một nửa khán phòng là các bạn đều đã đi làm thêm. Thì anh nói thật là khi cảm nhận của các bạn đi làm thêm ấy, điều các bạn nghĩ là sinh viên ấy, các bạn có phải mục tiêu là đi làm thêm là chủ yếu là để lấy tiền không? Chủ yếu là để lấy tiền không? Có à? Nếu mà thực sự ấy, nếu mà các bạn chủ yếu để lấy tiền để đi làm thêm ấy, thì anh khuyên rằng là điều đấy không đúng đâu. Không đúng, không nên vì mục tiêu tiền để đi làm thêm. Thực ra với sinh viên nhé, cái mà bọn em đang được nhất ý, đó là các em đang có ý, đó là tuổi trẻ. Thực ra anh nói luôn nhé, nhiều người cứ bảo là cứ đánh đổi tuổi trẻ để đơn giản để đi lấy để kiếm tiền, sau đó bây giờ mình mắc bệnh ấy, thì mình lại lấy cái tiền đấy để mình đi chi trả cho bệnh tật ấy, là rất là sai lầm. Vì bản thân nhá, anh cũng nói luôn là tuổi trẻ thì không ai mua lại được, em chỉ sống một lần thôi, không biết là có kiếp sau không chứ anh không biết. Nhưng bản thân em cứ hiểu là khi mà tuổi trẻ nó qua đi rồi ấy, đến cái ngưỡng tuổi ấy, đây ví dụ như anh này, hơn các em tầm đâu đó vào khoảng trung tuổi đó. Hiện nay anh nói luôn là anh sinh năm 88 thì đồng nghĩa là hơn các em đâu đó khoảng hơn trung tuổi một tí đó, có thể một con giáp đó. Thế nhưng mà anh cũng nói luôn cái mà anh không thể có được bây giờ, mặc dù tính đến thời điểm này thì bản thân là anh cũng chẳng có cái gì cần tham vọng quá nhiều hơn nữa, vì công ty thì cũng có công ty riêng rồi, gia đình cũng có rồi, tất cả mọi thứ thì gần như đầy đủ, mình cũng không cần quá là dư thừa. Thế nhưng bản thân câu chuyện cái mà anh không thể bao giờ mua lại được đó chính là tuổi trẻ của các em. Nên chính vì vậy anh cứ nói luôn là cái mà mọi em đang sở hữu ấy lại là cái mà mọi người đang người khác rất là thèm. Và anh cũng nói luôn đấy cũng là lý do chính vì sao ngày hôm nay anh có mặt ở đây để chia sẻ cho các bạn. Vì các bạn là những người trẻ, những người đi sau, nhiệm vụ của chúng ta ấy là những người đi trước truyền đạt lại cho các bạn để mong muốn, em biết làm gì không? Mong muốn để cho đất nước của chúng ta phát triển hơn. Vì thực tế là khi mà sang đất nước Nhật Bản ấy, và đã đi làm việc với rất nhiều nước, anh đã được cơ hội được sang học ở bên Nhật một năm, sau đó anh được làm việc ở Singapore và được làm việc ở Ấn Độ, thì anh cũng nói luôn được làm ở các đất nước như thế ấy. Một trong những cái mà anh cảm thấy buồn một chút, thất vọng một chút, đó chính là chạm vào cái ngưỡng gọi là nỗi tủi nhục của quốc gia. Vì đơn giản là như thế này, những người ví dụ như ở Nhật ấy, thì nếu như nhiều khi mình không dám nói mình là người Việt đâu. Vì lúc đầu nhá, em biết không, lúc đầu mà nhiều khi mà trên cái hồ sơ của mình đi gửi sang nước ngoài ấy, thì người ta ghi mình là Vietnamese đấy. Thì lúc bước xuống sân bay nhá, em biết không, lúc anh bước xuống sân bay của Nhật ấy mà các thầy cô ra đón nhá, thì các thầy cô lúc đầu ấy
nghĩ là người Việt Nam ấy, biết em biết cảm nhận câu đầu tiên các thầy cô nói là gì không? Người Nhật người ta rất là tôn trọng mình nhá, người ta nói luôn, oh, where are you from? I'm from Vietnam. Oh, very very smart. Cái tính từ smart ấy, nó chính là thể hiện cái sự thông minh của chúng ta. Và cũng nói luôn để các em hiểu rằng là điều đó đã được chứng minh trên toàn cầu. Vì bản thân là em biết là các giải Olympic ấy, về toán, vật lý, hóa học, các môn về khoa học nghiên cứu ấy, em sẽ thấy là Việt Nam đạt được rất nhiều giải. Và đấy nó thể hiện Việt Nam của chúng ta rất thông minh. Tuy nhiên, chỉ ở khoảng 3 ngày ở đất nước Nhật thôi thì các em sẽ bị sốc. Sốc ở đây một phần là bị sốc văn hóa. Do cái văn hóa của người Nhật, các em sẽ thấy là họ hơi lạnh lùng. Hơi lạnh lùng, tức là người Nhật sẽ giữ khoảng cách một chút với tất cả mọi người. Và mọi người nếu không quen thì mọi người sẽ cảm thấy rằng là người Nhật rất là cảm giác là rất khó gần. Thế nhưng mà anh cũng nói luôn, lúc kia là mình cảm thấy nó không được thân thiện như những gì các em đang ở trong nước. Thế nhưng mà anh nói luôn, sau 3 ngày hôm đấy thì bản thân chính cái giá trị của người Việt ấy bắt đầu bị tụt giảm rất là nhiều. Và người ta có nói rằng là người Việt ấy nếu làm cá nhân thì rất là thành công, nhưng tuy nhiên nếu làm tập thể thì fail. Biết vì sao fail không? Biết vì sao người Việt khi làm việc với nhau thì sẽ fail không? Vì trong một câu nói ấy, ở ngày xưa ấy, ở thời sử học ấy, có một số tính từ nó không hay lắm để mô tả về người Đại Việt ngày xưa. Người Đại Việt ngày xưa thì có thể nói là mình thì mình rất là tự hào về dân tộc. Tuy nhiên có những đâu đó con sâu bỏ dòng nồi canh, và người ta sẽ nói luôn là có một số thành phần của người Việt hay còn là người Đại Nam ngày xưa ấy, đó là có tính ích kỷ cá nhân rất cao, tức là chuyên vụ lợi về cá nhân. Và điều này nó cũng sẽ thể hiện đối với khi mà chúng ta đang thể hiện là khi sang nước ngoài ấy, vì sao mà người ta cứ nói rằng là người Trung Quốc, mà nói đến người Trung Quốc ấy thì người ta không thích lắm, tại vì là người Trung Quốc có một số cái thành phần là người ta hơi sống hơi ích kỷ, tức là chỉ nghĩ về lợi cho cá nhân thôi. Và người Việt đôi khi bị đánh đồng với cái tính cách đó với người Trung Quốc. Nên chính như vậy là vì sao mà anh cũng nói luôn, sao môi trường nước ngoài ấy, khi mà sang khoảng 3 đến 5 ngày ấy, là các em sẽ hơi bị sốc văn hóa một tí. Tức là các em sẽ cảm nhận rằng là mình hơi bị cô độc, vì mình cảm thấy rằng là hình như mình không có khả năng thích nghi để làm việc nhóm. Đó, thì anh cũng nói luôn là đấy chính là cái mà các bạn sinh viên trẻ ở Việt Nam ấy, các bạn nên rèn khi mà các bạn đang là ngồi trên ghế máy trường đại học. Thì một trong cái điều quan trọng nhất ấy, đó là các bạn phải nâng kỹ năng làm teamwork của bạn lên. Vì khả năng teamwork đó là khả năng để các bạn làm việc nhóm sẽ giúp cho bạn thành công nhanh hơn. Người ta có câu là gì? Muốn đi nhanh thì bạn đi một mình, nhưng muốn đi xa thì bạn phải đi với nhiều người. Nên nếu như vậy, nếu mà bạn chỉ ích kỷ cá nhân ấy, bạn nghĩ vào vụ lợi cá nhân ấy cho chính bản thân bạn ấy, thì anh nói luôn là bạn sẽ fail, vì bản thân là bạn chỉ giỏi một mình thôi. Thế nhưng nếu bạn đi chung được với nhiều người ấy, nghĩa là có nhiều người giúp đỡ cho bạn và chia sẻ khó khăn với bạn ấy, thì bạn cứ yên tâm là đường đi của bạn sẽ rất là xa. Đó, thì Việt Nam mình đã rất tự hào tạo nên được những cái công ty có thể nói rằng là tính đến thời điểm này đã có một chút uy tín và tính tăng vươn ra được nước ngoài. Thì điển hình nhất thì các bạn đã biết đến những tập đoàn lớn của Việt Nam, tập đoàn tư nhân đó. Nếu như trong khối nhà nước thì có tập đoàn lớn nhất đó chính là liên quan đến mảng về ngân hàng, đó là Vietcombank, có Viettel, có FPT là mảng khối tư nhân, Vingroup là mảng khối tư nhân. Thế nhưng mà nói để các bạn đừng buồn nhé, tại vì là bản thân khi em sang nước ngoài những tập đoàn đấy với các tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài thì nó còn rất là bé. Nó là minh chứng thể hiện trên danh sách của Forbes. Các em có biết Việt Nam hiện nay là trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu không có một đại diện nào của Việt Nam cả. Anh cứ nói là như thế, kể cả tập đoàn Vingroup hiện nay cũng chưa lọt trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Nói để các bạn để đừng có cảm thấy là bị tự ái nhé. Đấy, để các bạn hiểu rằng là đấy là lý do vì sao mà chúng ta phải cần đến startup. Em có hiểu là lý do để em chứng minh cho bạn nhìn nhé. Vietcombank, các bạn biết ngân hàng lớn nhất của Việt Nam hiện nay thì đang nằm trong thứ hạng là 2164 là đứng ở vị trí xếp hạng của Forbes, là một trong những tập đoàn về tài chính lớn nhất của Việt Nam, và cũng đang được thứ hạng là đang gần nằm sát trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Thì em cứ hiểu là với Vietcombank, các em biết độ tuổi của Vietcombank là bao nhiêu lâu không? Có bạn nào biết là độ tuổi của Vietcombank bây giờ là bao nhiêu năm không? Độ tuổi của Vietcombank mới kỷ niệm thành lập 65 năm.
65 năm, vì sao anh biết? Anh cũng nói luôn là anh là cựu sinh, cựu của trong profile của anh có ghi rõ anh đã từng là ở là nhân viên của ngân hàng Vietcombank. Anh có biết là khi đó anh biết anh đang làm như thế nào mà anh được vào Vietcombank không? Lúc đó anh mới đang là sinh viên năm 3, anh được tuyển đặc cách vào ngân hàng Vietcombank đó, mà anh không cần phải thi luôn, không cần phải thi luôn. Lý do vì sao anh không cần phải thi là vì anh là du học sinh. Ngay sau khi vừa từ Nhật về một cái thì ngay lập tức là bên Vietcombank họ có hồ sơ của các ứng viên rất tiềm năng và tài năng và họ rất muốn chiêu dụng, và chính như vậy là anh tuyển đặc cách vào ngân hàng Vietcombank. Thì anh nói luôn là đến được làm với môi trường chuyên nghiệp nhất của Việt Nam đó là Vietcombank thôi. Thế nhưng mà bản thân anh cũng rất thích mái nhà đấy vì cảm giác nó có sự chuyên nghiệp và có sự tình thương giữa các cán bộ nhân viên với nhau. Tuy nhiên thì nói để các bạn đừng buồn, vì kể cả như Vietcombank là cũng hiện nay cũng chưa có nằm trong thứ hạng của các tập đoàn lớn trên kinh tế của thế giới. Và đây chính là lý do vì sao mà anh cũng nói luôn là Việt Nam rất cần những bạn startup trẻ. Em có biết Facebook không? Em đang dùng Facebook hàng ngày đúng không? Em có biết Facebook mất bao nhiêu năm để trở thành một tập đoàn lớn không? Em có biết mất bao nhiêu năm không? Nếu như lúc anh vừa so độ tuổi là 65 năm của Vietcombank mà cũng chưa nằm trong thứ hạng 2000 thì bài toán chúng ta sẽ giật mình khi chúng ta thấy Facebook chỉ mất 8 năm để trở thành một công ty lớn nhất, của một trong top 10 công ty lớn nhất toàn cầu đó. Và em có biết Facebook là điển hình của một startup không? Điển hình của một startup thì cũng nói luôn, anh cũng hay lên bộ kế hoạch đầu tư để họp. Thế em có biết là thống kê của bộ nhé, hơn 90 doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đang là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gọi đúng thuật ngữ là SME, nhưng trong đó chỉ có 10, chưa đến 10% thì đó là các tập đoàn lớn và các startup trẻ đó, chỉ chưa đến 10% nhé, nói luôn là chưa đến 10% là startup trẻ và các big corp đó, thì tức là các tập đoàn lớn ấy đó, chưa đến 10% đâu. Thì đây chính là tỷ lệ không tương xứng của nền kinh tế. Anh cũng nói luôn đây chính là tỷ lệ không tương xứng của nền kinh tế. Anh cũng đã từng sang Nhật và từng sang đến với các đất nước khác thì cũng nói như cả sinh luôn, thì anh cũng nói luôn là bản thân những đất nước ở đấy, em có biết tỷ lệ của SME và startup nó đang rất cân bằng nhau, đâu đó nó dao động trong khoảng 35 cho đến 45 là startup, và tỷ lệ ngược lại là 65 cho đến 5 năm là SME đó. Tức là nó sẽ có hai dạng doanh nghiệp rất đặc thù là doanh nghiệp startup và doanh nghiệp SME, và nằm ở mà hai doanh nghiệp này đều mong muốn vươn tới đó là trở thành big corp của nền kinh tế thế giới. Thế nhưng mà câu chuyện ở Việt Nam mình cứ nghĩ rằng là mình là nền kinh tế đi sau. Thế nhưng mà anh cũng nói luôn để phản biện các bạn nhé. Các bạn nhiều khi mình nghĩ là mình ở đây nhưng mà mình không hiểu là cái tầm nền kinh tế vĩ mô đâu. Nhiều khi các em học kinh tế vĩ mô ấy, các em học gọi là học cho có cho biết, nhưng mà các em không biết đâu, học kinh tế vĩ mô ấy nó giúp cho các em hiểu được là nó sẽ cho em hiểu cái view nó xa đi một tí. Thì anh nói luôn là nó cụ thể ở những cái case study như này. Ví dụ nhé, nói về Việt Nam, mình mở cửa từ năm 1970 bắt đầu vào ấy, thay đổi gọi là kiến trúc nền kinh tế ấy, thì bắt đầu là từ năm 1000 sau khi thành lập, tức là sau khi hòa bình ấy, thì là sau 1975. Thế nhưng mà nói là nền kinh tế mở cửa ấy, thì mở cửa thì bắt đầu là năm 1986 và chính thức có những hiệp định ấy là 1992. Thì anh cũng nói luôn là những cái mốc đấy là những mốc rất quan trọng của Việt Nam. Thế nhưng bản thân các bạn có biết là hành trình đó là 30 năm hay 20 năm đi chăng nữa, em có biết một đất nước mà nó đi sau mình, nó đi gần bằng với mình, nhưng bây giờ họ đang là những người đầu tư về Việt Nam rất là nhiều, đó chính là điển hình của Hàn Quốc. Đó, điển hình là đất nước Hàn Quốc. Các bạn có biết không, thực ra nhá, nền kinh tế của Hàn Quốc ấy, nếu so với Việt Nam ấy, họ còn yếu hơn mình rất là nhiều. Cái thời kỳ cùng đi với nhau. Thế nhưng mà bản thân là họ lôi ngược dòng rất giỏi. Vì đơn giản em biết họ biết đầu tư vào gì không? Họ chính là đầu tư vào startup ấy. Không chỉ đầu tư vào đâu, đầu tư vào startup. Còn biểu trưng lớn nhất của cái khu anh gọi là khu Trung Đông ấy, mà mọi người gọi là thần tượng hóa nó ấy, đó chính là quốc gia khởi nghiệp Israel đó. Thì cũng nói để các bạn hiểu là những cái đất nước như thế tại sao họ lôi ngược dòng nhanh đến như thế, chính là nhờ ai? Chính là giới trẻ, và đó chính là startup, không phải nhờ ai hết. Anh cũng nói luôn là các em đừng có trông chờ là đất nước mình sẽ có, hy vọng là sẽ có nhiều tập đoàn lớn như Vinhomes. Nếu như tập đoàn lớn như Vinhomes, các bạn có biết tập đoàn lớn như Vinhomes là bao nhiêu năm rồi không?
Có bạn nào biết virus là bao nhiêu năm không? Biết FPT bao nhiêu năm không? FPT là sinh ra là bằng tuổi anh luôn. Năm anh sinh ra đời thì cũng là năm FPT ra đời. Đó là năm 1988. Anh nhớ mốc từng tuổi một. FPT tính đến thời điểm này đã là 32 năm. Còn đối với tập đoàn Vinup, Vinup là sau khi bác Vương từ Ukraine về nước thì bác đã xây dựng lên Vinhome đầu tiên. Thì em có biết là Vinup thì tính đến thời điểm này là cũng đã hơn 20 năm tuổi rồi. Đó, tuy nhiên tự kem chứng minh ngược lại để các bạn thấy rằng là bản thân kem tự thấy Facebook mất bao nhiêu năm? Mất 8 năm thôi. Mất 8 năm thôi. Còn với các tập đoàn lớn ở Việt Nam mất những con số 30, 20 năm nhưng cũng không nằm trong top nào của nền kinh tế thế giới cả. Điều đó chứng minh là gì? Rõ ràng những mô hình nền kinh tế mới là cơ hội phát triển cho các bạn trẻ còn rất nhiều. Các bạn có đồng ý với anh không? Cơ hội đang nằm trong chính tầm tay của các em đấy, không phải nằm tay của ai đâu, chính nằm ở các em. Và cũng nói luôn với các bạn là một giống như bác Hồ đã rất mong một kỳ vọng của các bạn, đó là đất nước có được to đẹp hay không chính là nhờ công xây dựng của các cháu, đúng không? Thế thì bản thân anh em mình là thế hệ đi sau, chúng ta là những người gọi là được kế cận từ các thế hệ anh cha, thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Phải biết học hỏi, kế thừa và phát huy. Đó như là thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu về mô hình startup như thế nào để chúng ta có thể biến đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Và em có biết là năm mà anh bắt đầu khởi nghiệp ấy là năm 2014 ấy, là mà bắt đầu xây dựng ra BSB ấy, thì hồi đó là anh cũng nói luôn là chưa có phong trào về khởi nghiệp nhiều đâu. Hồi đấy chỉ có duy nhất là công ty khởi nghiệp của KY và khởi nghiệp của VCCI thôi. Còn chưa có quốc gia khởi nghiệp. Quốc gia khởi nghiệp phải đến năm 2016 mới có lời hiệu triệu của bác Dương Đình Huệ, vẫn mong muốn rằng là biến đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp vào năm 2016. Nhưng em có biết là đúng vào năm 2016, khi anh bay sang Sinh thì đất nước Singapore đã chuyển đổi từ quốc gia khởi nghiệp trở thành quốc gia thông minh, nghĩa là Smart City, Smart Nation. Đó, em có thấy là thời buổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nó đang thay đổi rất nhanh và nó đòi hỏi con người ta phải vận động, phải thay đổi liên tục. Và đây chính là bước đường mà chúng ta sẽ cần phải làm. Thì một trong những cái đầu tiên anh muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khái niệm của người Nhật, đó là Ikigai. Ikigai đó chính là khái niệm của người Nhật về sự tồn tại. Các bạn có bao giờ giải thích được lý do vì sao các em đang sống ở Việt Nam, các bạn đang ngồi ở đây nghe anh chia sẻ như thế này không? Các bạn có biết vì sao không? Có bao giờ tự nghĩ rằng tại sao tôi lại sinh ra ở đất nước Việt Nam, tôi lại được sinh ra vào cái năm này và tôi lại ngồi ở đây không? Có bao giờ bạn nào biết không? Có bạn nào có muốn chia sẻ một chút về anh không? Chưa có một cánh tay nào giơ lên đúng không? Thế thì anh chỉ chia sẻ với các bạn như này nhé. Nếu mà thực sự hiểu về cái thuật ngữ Ikigai ấy, thì các em hiểu là nó sẽ thỏa mãn rất những cái hay để giải thích cho các em này. Đầu tiên là bạn phải giải thích là việc bạn yêu thích thì nó sẽ ra được đam mê và nó trùng với đây nhá, nó mấy vòng tròn bên ngoài này. Vòng tròn thứ nhất là việc bạn yêu thích, thứ hai là vòng tròn số hai là vòng tròn bạn giỏi ở lĩnh vực này, vòng tròn thứ ba ấy đó là bạn kiếm được tiền từ việc này, và vòng tròn thứ tư ấy đó là xã hội cần bạn làm việc này. Bốn cái vòng tròn này thì vô hình nó sẽ tạo ra bốn cái mắt xích ở giữa, đó là đam mê, sứ mệnh, việc làm và chuyên gia. Thì bốn cái hội tụ ở giữa đó nó tạo ra cái tâm, thì đó chính là cái tâm ở đây là bốn cái nhánh lại hỗ trực tiếp, đó là đầu tiên là thỏa mãn những cảm tức là nó loại bỏ đi được những cái đơn giản là đầu tiên là thỏa mãn những cảm thấy vô dụng này, vui vẻ và no đủ nhưng không được giàu được, rồi thoải mái đủ đầy nhưng luôn cảm giác trống rỗng, thú vị và hài lòng nhưng luôn có cảm giác bất an và bấp bênh. Đó thì những cái ở giữa nó sẽ triệt tiêu đi, và cuối cùng thì bốn cái đam mê, sứ mệnh, chuyên gia và việc làm nó sẽ hội tụ ở giữa và nó sẽ chuyển thành là Ikigai. Thì em biết là chính cái Ikigai này nó trở thành một trong những cái kim chỉ năng sống và bản thân là người ta muốn làm gì, tất cả hành động của các em như thế nào thì nó đi từ ý thức của các em và từ cái não của em nó quyết định. Nên chính do vậy là em cứ hiểu là vô tình tự sao em lại cứ phải đến giờ em lại phải ăn, đến giờ em lại phải uống. Đó, thì đấy là vô thức. Mà em cứ hiểu là khi Ikigai nó trở thành vô thức của các em rồi ấy, thì đồng nghĩa em rất dễ trở thành người thành công. Vì bản thân nhá, em làm một việc gì đó mà em không cần phải suy nghĩ,
em không phải đắn đo quá nhiều mà em tự mặc nhiên em làm ấy, thì đồng có nghĩa là em sẽ giải thích được là bản ngã con người của em là ra sao. Đấy thì là sau khi mình lý giải được Ikigai rồi ấy, thì em sẽ hiểu là chúng ta sẽ hướng đến cái việc là vì sao mà chúng ta cần phải bắt đầu với khởi nghiệp. Thì có một câu nói đó chính là too late to start. Liệu phải chăng là có quá muộn để chúng ta bắt đầu một cái gì đó mới không? Thì cái câu chuyện rằng là it's never too late sẽ không bao giờ là nó quá muộn cả. Vì em có biết là một trong những người biểu tượng của người có thể nói rằng là các em đang sử dụng dịch vụ ở đó rất nhiều và cũng ăn ở đó rất nhiều, đó chính là KFC. Thì em có biết là ông già khởi nghiệp KFC độ tuổi khi ông ấy khởi nghiệp là 60 tuổi, hơn 60 tuổi rồi. Gần như khi mà ông đã cảm thấy là cuộc đời ông ấy trôi qua và cảm thấy nó không còn một cái định hướng gì còn quá nhiều nữa, và tự nhiên vô tình phát hiện ra được cái mô hình cá rán. Thì em hiểu là nó có ra được cái mô hình của KFC ngày hôm nay các em được sử dụng. Thì đó, nên là chính do vậy là em sẽ thấy là có những người độ tuổi này họ rất là trẻ, giống như Mark Zuckerberg kìa, bắt đầu phát triển Facebook là từ năm 19 tuổi, họ còn rất là trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả các bạn, nhiều khi còn bằng một số bạn, nhưng thậm chí cũng trẻ hơn một số bạn ở đây. Thì em cứ hiểu là đó, con đường khởi nghiệp nó rất là đơn giản khi người ta mới có 19 tuổi thôi. Thế nhưng mà có những người 60 tuổi như ông già KFC thì đó, nên là không có độ tuổi nào là độ tuổi quá muộn để các bạn bắt đầu các bạn vào khởi nghiệp cả. Và đấy, khi mà các bạn đã tiến vào con đường khởi nghiệp rồi thì chúng ta sẽ cần những bước rất đơn giản: tìm kiếm một sản phẩm, sau đó các em hãy làm nghiên cứu nó, sau đó các em hãy cải thiện nó, tiếp theo là các em sẽ làm sản phẩm mẫu, tiếp theo các em hãy đưa sản phẩm mẫu đó cho khoảng 100 vị khách hàng đầu tiên để thử nghiệm, sau đó các em lại làm lại sản phẩm, sau đó mình đi tìm nhà đồng sáng lập, rồi chia đôi quyền lợi và trách nhiệm với những cổ đông hay gọi là nhà sáng lập với mình, sau đó bắt đầu mình đi gọi vốn, tìm nhà đầu tư, sau đó mình sẽ bắt đầu chia những cái cổ phần của mình cho các nhà đầu tư đó, và tiếp tục mình đi vào sản xuất và mình bán những sản phẩm đầu tiên đến một số lượng khách hàng nhất định, có thể lên đến 1 triệu người đó, rồi chúng ta lại kiếm thêm tiền xong thì chúng ta đưa công ty lên chứng khoán xong, và trực tiếp là chúng ta và đã kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu của công ty của chúng ta đó. Đây chính là hành trình của khởi nghiệp. Cái hiểu đây chính là hành trình để phát triển ra một doanh nghiệp, và bản thân là các bạn bước vào hành trình này càng sớm, chính là cái đầu tiên kìa, thì chúng ta sẽ càng dễ đến với vạch đích hơn. Nếu không có bắt đầu thì sẽ không bao giờ có vạch đích. Em cứ hiểu vậy. Nên chính vậy, nó ở đây không có nghĩa là anh sẽ cổ suý với các bạn là không đi làm thuê nhé, không phải đâu. Mà câu chuyện rằng là làm cái gì cũng được, chỉ là con đường khởi nghiệp nếu như bản thân, bởi vì nhé, hãy dùng đúng từ này, bây giờ lại phân tích cái từ khởi nghiệp nhé. Khởi nhé, có nghĩa là bắt đầu. Em có biết cái chữ nghiệp ấy, nghiệp người ta không phải ai cũng khởi nghiệp cũng thành công được đâu, không phải ai cũng có thể là máu kinh doanh là cứ máu kinh doanh là thành cứ kinh doanh rồi dễ thành công đâu, không có đâu. Có nghiệp ấy, người ta gọi là có nghiệp, có nghĩa là ở kiếp trước, cái từ nghiệp ấy đó là ở kiếp trước bản thân người này cũng đã là một trong những người mà họ đã thứ nhất là họ đã tạo ra được những sản phẩm dịch vụ, và kiếp này họ tiếp tục với con đường của họ là đi vào con đường kinh doanh đó. Nên chính do vậy là bản thân cái chữ nghiệp ở đằng trong cái chữ khởi nghiệp ấy, em cứ hiểu là không phải ai khởi nghiệp cũng được, mà bản thân là mình, tất nhiên nếu mà em không khởi nghiệp thử thì em không thể biết là em có duyên để kinh doanh hay không, mà em có thể khởi nghiệp thành công hay không, thì tốt nhất mình cứ thử đã. Tuy nhiên nếu thử mà các em cảm thấy mình không làm được những gì mà mình mong muốn ấy, thì tốt nhất con đường hợp nhất là các bạn nên đi tìm những đồng sáng lập. Chúng ta không cần nhất thiết phải là người đứng ra đứng mũi chịu sào, các em có thể trở thành những người làm thuê đi cùng với những đồng đội của mình cũng không sao cả, thì cái giá trị cuối cùng các em mang lại được đó là giúp cho nền kinh tế phát triển hơn. Khởi nghiệp hay không khởi nghiệp điều đó không quan trọng, quan trọng rằng các bạn có mang được những giá trị gì cho xã hội và cho đất nước hay không, điều đó quan trọng hơn. Anh ở trên này chỉ chia sẻ với các bạn là con đường đi nào khởi nghiệp giúp cho bạn thành công và nhanh nhất và hiệu quả nhất, để giúp các bạn là tiết kiệm được thời gian cũng như tiền bạc của các bạn mà thôi đó. Thì với những cái con đường thì em mới hiểu nhá, nó con đường khởi nghiệp thì nó đầy những cung bậc cảm xúc, nó giống như biểu đồ hình sine ấy, lúc sẽ được lên cao tuyệt hãy khởi nghiệp đi, thôi sập một phát, thôi chết rồi, thôi mà lại cố gắng gượng dậy, ừ cũng được, làm cũng được đấy. Tiếp theo, xong lại
break một lần nữa. Ồ, cái gì nữa đang xảy ra đây? Xong rồi mình lại vút lên. Ồ, mình giỏi ghê, rất là thỏa mãn với bản thân. Mình lại đuối quá. What the heck? Hết tiền rồi, làm thế nào bây giờ? Đó, thì lại đào xuống. Đào xuống xong, mệt quá, lại bắt đầu đi. Bắt đầu có một cái dạng xích một tí. Nghĩa là đặt để hơi đuối. Đặt để hơi nản rồi. Thế nhưng mà, định buông rồi đấy. Định thôi buông rồi đấy. Thôi dáng lên. Và lúc mà mình dáng lên được, nghĩa là đội nhóm của mình đã bắt đầu tốt dần đấy. Thì lúc đấy mình nói, amazing. Mọi thứ lại đã đi vào cuộc. Đó, anh cũng nói luôn là con đường khởi nghiệp nó gian nan và gồng ghềnh như thế này này. Không bao giờ nhé, anh nói luôn, không bao giờ một đường thẳng tắp như này đâu. Không bao giờ luôn. Em cứ hiểu là con đường kinh doanh vốn là như thế. Và anh cũng vẫn mô tả cho các nhà đầu tư và các bạn trẻ khởi nghiệp ấy, con đường khởi nghiệp nó còn buồn cười nữa như thế này, thẳng như thế này. Thế nhưng mà ai cũng mong muốn thẳng này, nhưng thực tế nó không thẳng như thế. Nó là biểu đồ hình sin của đường đi lên. Đó, nó cứ đi lên như kiểu này. Đó, và nó rất vô tình nó làm cái hình ảnh như thế này. Đó, để cho bạn thấy rằng là để dẫn thân vào con đường khởi nghiệp nó đòi hỏi cái sự bản lĩnh. Thực sự cái dùng từ bản lĩnh là rất là đúng. Tại vì nếu không có bản lĩnh thì rất nhiều người ta bảo là sẽ có hơn 1001 lý do để các bạn fail trong khởi nghiệp, nhưng sẽ chỉ có một lý do duy nhất để thành công, đó chính là nằm ở từ bản lĩnh. Em cứ hiểu như vậy. Vì có bản lĩnh, các bạn sẽ đến với thành công bằng cách là vượt qua mọi cái rào cản, sự khó khăn, đối đầu với mọi thương trường là chiến trường mà. Chúng ta phải đối đầu với nó thì chúng ta mới vượt qua được nó. Và chúng ta, đấy, em hãy nhìn nhá, nhìn những con đường của những người đã khởi nghiệp thành công này. Đó, họ phần lớn ở thung lũng Silicon Valley của Mỹ. Thì em thấy là phần lớn, thế nào là startup, họ đi từ đâu? Không phải là những ngôi nhà to đùng đâu, không phải là những tòa nhà đẹp đâu, nó chính là từ những gara. Đó, các em sẽ nhìn thấy này, từ Apple này, Google này, Amazon này, đó. Và Harley, Disney, hay là Mutter, hay là Hesterberg. Đấy, rõ ràng là họ bắt đầu ở đâu? Bắt đầu từ câu nói rằng Big thing have a small beginning. Đó, tức là em hãy hiểu là mọi thứ muốn có được cái to thì các em phải bắt đầu từ cái nhỏ. Thì nó giống như câu nói của người Việt thôi. Bạn trước khi bạn muốn chinh phục được toàn cầu thì bạn hãy nhớ, bạn hãy làm viên gạch chắc chắn nhất cho ngôi nhà của bạn. Đó, thì đó là những cái câu nói rất là bình dị trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nó rất đúng với mô hình của khởi nghiệp hay còn gọi là startup. Đó, thì anh cũng nói luôn để các bạn có thể thấy được là nó rất là hay. Và đấy, đây chính là hình ảnh của Steven Jobs và Steven Wozniak ở gara của mình vào năm 1975. Để các em thấy rằng là bài toán nó đi từ những cái hình ảnh máy tính nó rất là thô sơ như này thôi. Thế nhưng nhờ nó mà bây giờ các bạn đã có được Apple đấy, đã có được Apple đấy, để các bạn dùng đấy. Đó, thì ở đây anh cũng nói để các bạn thấy nhá, startup không phải là một phiên bản nhỏ của một công ty lớn. Startup là một tổ chức mang tính tạm thời nhằm tìm kiếm một cơ hội kinh doanh có lợi nhuận, có khả năng nhân rộng và mở rộng. Startup tập trung vào tìm kiếm, một công ty lớn tập trung vào triển khai. Đó, thì đây là những cái câu nói mà có thể nói là của những nhà gọi là những người mà họ đã rất thành công ở Mỹ. Họ có chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ hơn về startup. Đó, và startup thì bản thân em hiểu là startup thì rất cần nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng, hỗ trợ từ nhà nước về chính sách, hỗ trợ từ rất rất nhiều nguồn lĩnh vực khác nhau. Và một trong những thành phần đó thì anh nói luôn là không thể thiếu vai trò của vườn ươm, hay còn gọi là các incubator và các accelerator. Và bản thân anh cũng nói luôn là bản thân anh sáng lập Besty cũng đơn giản với một sứ mệnh là hỗ trợ cho các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp là startup. Đó, thì mô hình kinh doanh thì bao giờ với startup thì sẽ có mô hình là có tính nhân rộng, như vậy nói là khả năng scale up. Đó, và họ có khả năng tăng trưởng một cách rất dễ dàng. Tiêu chuẩn đặt ra thì luôn luôn là rất rất cao. Đó, và anh cũng nói luôn là với tỷ lệ của startup ấy, thì tốc độ tăng trưởng hàng năm của startup luôn luôn phải vượt mốc là hơn 200%. Đó, trong khi các doanh nghiệp SME ấy, thì thường tốc độ tăng trưởng ấy chỉ dao động vào khoảng 120-130% thôi. Còn đối với startup thì bao giờ tốc độ tăng trưởng cũng hơn lớn hơn 200% mỗi năm. Đó, có những startup còn là 300-500% mỗi năm cơ. Các em cũng chú ý như vậy. Đông nhỉ? Đó,
thì mọi thứ không rõ ràng là bình thường. Nếu như đối với Stark, câu nói nhiều khi đấy, vì sao mà Steven Jobs còn nói một cái câu là hãy cứ dại khờ là vì như thế này. Em cứ hiểu nhá, với startup thì mọi thứ không bao giờ là rõ ràng. Nó càng không rõ ràng chứng tỏ nhiều khi bạn cũng đi đường gọi là đi đường mũi dậm ấy, nhưng là nhiều khi lại mũi dậm ra đường. Đó. Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn với những người bạn của bạn. Đừng bao giờ giấu ý tưởng đó với những người xung quanh. Tiếp theo mà hãy chịu khó lắng nghe tất cả và hãy thực hiện theo ý riêng của bạn. Nếu như bạn cảm thấy hay thì bạn hãy giữ và hãy phát triển nó theo ý tưởng riêng của bạn. Ý tưởng thì rất rẻ nhất, nhưng việc triển khai thì mới là vô giá. Nghĩa là nhiều khi bạn đưa ra một ý tưởng thì rất là feel, thế nhưng lúc ăn action thì lại phải đi vào chi tiết. Và càng chi tiết bao nhiêu thì bạn sẽ hiểu cái vô giá của bạn sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Và hãy chú trọng vào tốc độ và cường độ trong đối với khởi nghiệp. Hãy luôn luôn cởi mở và biết minh bạch trong mọi con đường mà bạn đi, thì nó sẽ giúp con đường của bạn thành công hơn. Và một điều rất quan trọng đối với startup nữa, đó chính là focus, đó là sự tập trung, đòi hỏi các bạn có một sự tập trung cao độ đối với khởi nghiệp. Và điều đơn giản, với startup thì có khả năng nhân rộng, nên các bạn hãy nhớ rằng hãy nghĩ lớn ngay từ đầu, nghĩa là phải big dream, đừng biến ước mơ nhỏ. Nhiều khi các bạn ước mơ nhỏ thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó không đáng để các bạn làm. Tốt nhất hãy big dream để các bạn có thể thành công lớn hơn. Và với các bạn thì nhiều khi các bạn cứ sợ thất bại, nhưng với các anh là những người đi trước, những người doanh nhân, thì bản thân luôn luôn chia sẻ là các bạn càng thất bại sớm thì các bạn càng có cơ hội thành công sớm. Nên việc thất bại không có gì phải ngại cả, cứ thất bại đi không sao hết cả, vì thất bại là mẹ của thành công mà. Đó, và hãy luôn kiên định hoặc thay đổi. Nếu bạn đã giữ được lập trường và bản lĩnh của bạn thì bạn hãy kiên định con đường của bạn đi. Còn đơn giản kinh doanh thì rất cần cái sự nhạy bén, nên cũng chúng ta hãy tự cho chúng ta có khả năng flexible, nghĩa là khả năng thay đổi hóa của nó rất nhanh. Đó, và chúng ta nhìn thấy là chúng ta hãy liên tục thử nghiệm nó về những mô hình kinh doanh của chúng ta. Và cần rất nhiều thời gian để xây dựng giá trị, nên các bạn dùng tốc thì bất đạt. Nên đối với những giá trị mang tính bền vững thì các bạn nên nhớ nó là những gọi là mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày chúng ta tưới cây ấy, chúng ta tưới một chút một thì các bạn sẽ hiểu là cái giá trị bền vững ấy, nó sẽ đi dài với các bạn hơn. Và để đến với con đường thành công ấy, thì thành công không bỗng nhiên đến kiểu như là qua một đêm đâu. Bao giờ nó phải như cái hình bên kia cả. Đó, cái hình đấy mọi người cứ nghĩ là nó thẳng tắp, nhưng thực tế nó là nhìn như hình bên cạnh ấy. Đó, thì các em hiểu là đấy là cái sự đánh đổi của sự thành công. Đó, nên chúng ta phải hết sức nghiêm túc với con đường kinh doanh nếu thực sự các bạn dấn thân vào startup. Và hãy nghĩ đến mô hình kinh doanh mới nếu là bạn là một startup. Và bây giờ sẽ là đến cái phần anh muốn đưa ra lời 10 lời chỉ dẫn cho mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Vì nhiều khi các bạn là không hiểu về mô hình kinh doanh thế nào là mới, thế nào là sáng tạo, thì đây chính là mô hình sáng tạo của Israel. Đây, thì đầu tiên thứ nhất là hãy bắt đầu với hiện trạng đang có. Nghĩa là bạn hãy bắt đầu khởi nghiệp với một cái gì đó mà các bạn đang nghĩ là thị trường của chúng ta đang break ở điểm nào, đang thiếu điều gì. Các bạn hãy giải quyết vấn đề đó đầu tiên và hãy đưa ra những idea bằng những các cái tờ gọi là sticker, nó xanh đỏ tím vàng như ở trên hình vẽ. Nhưng đấy chính là cái đơn giản để các bạn giải quyết được những cái break của thị trường. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là đừng cố làm một mình và hãy kêu gọi bạn bè và đồng nghiệp cùng tham gia với bạn nếu các bạn quyết định đi vào startup. Cái thứ ba đó là hãy học hỏi từ những mô hình kinh doanh đã thành công. Đó, chúng ta đã có rất nhiều những thương hiệu startup thành công. Và ở Việt Nam có không? Có. Anh cũng nói luôn, ở Việt Nam thì nếu nói về Kỳ Lân trong startup, ai cũng biết đến nói đến Vinagame. Vinagame là một công ty chuyên về sản xuất game. Đó, ở Việt Nam đó cũng là một startup, bản thân đó cũng là một startup vì nó sử dụng đến rất nhiều các cái mô hình mới, đó là những mô hình bán game online. Đó. Thứ tư đó là ứng dụng các mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng, thì đơn giản là các em cứ sai và sửa sai liên tục bằng cách là các em có thể tiếp cận rất nhiều các mô hình kinh doanh khác nhau trên thế giới, sau đó em áp dụng thử cho cái startup của em, fail không sao cả, lại làm lại, sửa sai liên tục. Còn nếu thành công tốt quá chọn nó vào đi, cứ thế mà tiến tiếp. Năm đó là hãy tư duy như một nhà thiết kế, đừng chỉ dựa vào mô hình, hãy xây dựng một bản mẫu. Đó, em hãy đưa ra một bản mẫu symbol như thế này, nó giống như một cái ma trận ấy, mà cuối cùng em sẽ chọn ra được cái mẫu tốt nhất trong tất cả các mẫu mà em xây dựng. 6 là thường xuyên dự đoán trước các xu hướng của tương lai, và đó ở trong từ thuật ngữ của với ngành khởi nghiệp ấy, người khởi nghiệp ấy,
ta gọi là một cái từ gọi là make sense. Make sense tức là bản thân bạn phải có các cảm giác với thị trường và bạn phải có độ nhạy cảm với thị trường, nghĩa là bạn phải make sense market đó. Thì em mới hiểu là đấy nó chính là bạn có cái từ cái việc make sense đó, bạn sẽ dự đoán được tương lai của ngành hay là của thị trường nó sẽ đi về đâu, và nó sẽ giúp cho cái startup của bạn nó sẽ tốt hơn. Cái thứ bảy đó là hãy cho thấy tiềm năng về doanh thu lợi nhuận của mô hình kinh doanh, đó chính là cái là hãy show me the money, hay đơn giản là bạn hãy show ra những cái gì bạn có thể tạo ra được luồng tiền đó, hãy chứng minh điều đó với các nhà đầu tư, chứng minh điều đó với các co-founder của bạn, và chứng minh điều đó với tất cả các cộng sự của bạn đang đi cùng, thì điều đó bạn sẽ thu hút được rất nhiều người đi cùng với con thuyền của bạn. Tiếp theo, số 8 là hãy vẽ ra một cách mới để viết ra điều bạn muốn, tư duy và làm việc một cách rất trực quan. Thứ 9 là đừng dựa vào các giả định của bạn mà hãy xác thực nó. Bạn đưa ra một giả định nhưng bạn liệu có rằng giả định đó có đúng hay không, thì bạn phải test nó. Test xong thì bạn hãy xác thực nó bằng cách là đã ứng dụng trong nó trong khoảng 1 tháng hay 1 tuần đó, thì bạn triển khai nó, nếu thành công bạn giữ lại, không thành công vứt, dùng mô hình khác. Và cuối cùng là hãy thực sự bắt tay vào làm đó. Nhiều khi nói thì sẽ rất là hay nhưng triển khai thì không phải có mấy người. Đấy cũng là lý do vì sao mà anh cũng nói luôn là sẽ có những bạn nghe đến đây lúc này cảm thấy phù hợp thì ngồi tiếp, không phù hợp đi về. Thì đơn giản thôi, có thể đấy là sự sàng lọc, đơn giản là đó chính là sự sàng lọc. Bản thân nhá, em hiểu là không phải ai 100% thế giới này đều là khởi nghiệp được, là start được, tỷ lệ rất công đúng không phải là 100%, nó chỉ chiếm quanh quẩn vào khoảng 35-55% là vẫn mong muốn để khởi nghiệp, nghĩa là bạn đang mong muốn được khát khao để có thể hiểu được khởi nghiệp là gì và phát triển được khởi nghiệp. Còn những người không thực sự khởi nghiệp không sao cả, kem cứ rút lui, và bản thân chúng ta sẽ là về và chúng ta sẽ đi làm ở những công ty lớn và hay là đi làm ở những công ty SME, không sao cả, chúng ta tạo được giá trị cho xã hội là được rồi. Nên chính vậy là nếu các bạn mà đã thực sự có ý tưởng về khởi nghiệp ấy, thì anh khuyên là các bạn hãy cứ action nó và hãy thử nghiệm nó, không sao cả, và các bạn sẽ thành công đến với con đường của bạn thôi. Và sẽ có rất nhiều các business model phù hợp cho các bạn đó, thì có rất nhiều các đưa ra từ công nghệ mới này, tốc độ tăng trưởng gia tăng này, cho đến những cái hình mẫu nó tưởng là rất là đơn giản. Đây giống như là cái này người ta vẽ ở KFC với cả là ở các cái cửa hàng fast food ấy, thì người ta nhiều khi người ta vẽ vui vui bằng những cái người Tây mà người ta nghịch lắm, người ta rất là nghịch vì người ta thích cái sự sáng tạo, nên người ta dùng chính những cái đồ đấy, người ta nhiều vẽ vào hình ghi lên đó. Nhưng em hiểu nhá, thực ra khoa học đã nghiên cứu những bạn trẻ nghịch một chút, hiếu động một chút, tuổi trẻ bao nhiêu về sau đấy chính là những người rất rất thông minh, rất rất thông minh luôn. Và anh cũng nói luôn là những người nhiều khi nó vẽ nhanh vẽ bay á, nhiều khi người bảo là không có tính kỷ luật, nhưng anh cũng nói luôn đấy lại là những người rất khác người, và chính họ không phải cố tình họ làm như thế, đấy là họ vô thức trong nhận thức của họ là họ thích sự sáng tạo, nên là họ không thích những cái gì nó bình thường, họ thích cái gì nó phải phá cách. Nên là nhiều khi em có thể ở bên Mỹ thì sao em có thể đi ra đường ấy, có những cái khu kiểu như ấy là các bạn cứ thích vẽ đầy nhăn nhít ở trên tường ấy đó, rồi các bạn dùng sơn nó thấy sơn xì ấy, các bạn vẽ nhiều khi nó là sự sáng tạo hay nhìn các bạn bảo là không có sự quy tắc, nhưng em hiểu đấy chính là cái cơ hội để cho họ thích thể hiện cái sự sáng tạo của họ ra mà thôi đó, chứ không phải ở đây là họ cố tình làm bậy vẽ bậy theo tường như ở Việt Nam mình đâu, mà ở Tây á là người ta thích cái kiểu như vậy, người ta thích phóng khoáng, không có một theo cái lề thói nào hết đó, và đấy là cơ hội để cho họ thể hiện cái sự sáng tạo của họ ra đó. Thì em mới thể thấy người ta bảo là vì sao nó gọi là trong kinh doanh người ta bảo là kiểu như gọi là ông này như kiểu điên rồ ấy, hay gọi là crazy ấy đó, thì em hiểu là đấy nó có như kiểu là tại sao ô tô không thể bay được đấy, có những hình ảnh nó đơn giản là như thế này đó, tại sao bạn nghĩ ô tô không thể bay đó. Thì nhiều khi đấy nó là những cái suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng nó thể hiện cái việc là người đó có khả năng sáng tạo hay không đó. Và bứt phá đó là câu nói mà chúng ta cần có, và trước khi bứt phá, trước khi chính chúng ta bị bỏ xa, chúng ta bứt phá ra thì chúng ta sẽ đến với cơ hội thành công nhanh hơn đó. Và để bứt phá được thì chúng ta sẽ cần 3 thứ: một là công cụ mới, hai là kỹ năng mới, ba là tư duy mới đó. Và ba điều này nó đều rất quan trọng để giúp cho cái việc đột phá của các em nó thực sự có thể hiện thực hóa được hay không. Và cũng như một hình ảnh thì nó đây chính là business model. Các em sẽ cần sử dụng đến rất nhiều các nguồn lực trong xã hội, kể
kinh doanh nó không phải là một yếu tố, nó là sự tổng hợp của rất rất nhiều các yếu tố. Và đây chính là business model. Đó, các em có thể nhìn hình ảnh. Đó là từ đối tác này, hoạt động này, giá trị cốt lõi này, quan hệ khách hàng này, phân khúc khách hàng này, dòng doanh thu này, kênh phân phối này, nguồn lực chính này và cấu trúc chi phí. Đó, có thể thấy được rằng rất nhiều các cái hay ở đây. Rồi, đó, như vậy là chúng ta cùng thử nhau test xem rằng là bản thân là chúng ta đã chuẩn bị những cái gì về hành trang khởi nghiệp được hay chưa. Thì em hãy nhìn nhá, ở đây có những thứ các bạn phải chuẩn bị được cho mình trên hành trang khởi nghiệp của mình. Đầu tiên, các bạn đã tự tin về kiến thức của các bạn hay chưa? Thứ hai, các bạn đã tự tin vào khả năng của các bạn hay chưa? Thứ ba là các bạn đã tự tin vào mối quan hệ của các bạn đủ rộng để có thể triển khai kinh doanh đó hay chưa? Thứ năm, thứ tư đó chính là các bạn đã có khả năng, một là các bạn có vốn tự có là bao nhiêu, hai là các bạn có khả năng huy động vốn được không, đó chính là nguồn vốn. Và thứ năm đó chính là thế mạnh, bạn có những thế mạnh gì khác biệt không. Thứ sáu là bạn có kinh nghiệm gì không để triển khai mô hình đó. Thứ bảy là bạn có thị trường mục tiêu là gì. Thứ tám, bạn có cam kết với con đường mà bạn đi hay không. Đó, đây chính là những thứ mà bạn phải tự luôn luôn trả lời về cái việc test xem rằng cái hành trang khởi nghiệp của bạn đã có hay chưa. Nếu có thì bạn tích vào, còn nếu chưa có thì tạm thời phải tìm kiếm nguồn lực bổ sung. Thì như thế con đường khởi nghiệp của bạn sẽ đến được thành công nhanh hơn. Còn nếu thiếu những cái này thì anh nói luôn là sẽ rất vất vả. Khẳng định với bạn là sẽ rất vất vả đấy. Đó, và chúng ta sẽ đưa ra được những kết quả mặt vui, mặt cười hay mặt béo là do chúng ta thôi. Đó, thì đây cũng chính là cái business model mà em show ra để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về con đường mà các bạn cần trang bị cho khởi nghiệp. Tiếp nữa, chúng ta phải hiểu về bối cảnh về kinh doanh. Vì kinh doanh thì nó rất là phức tạp, thì chúng ta phải luôn luôn trả lời là chuyện gì đang xảy ra và xung quanh chúng ta đang có những cái gì. Đó, và đấy, các em có thể nhìn thấy so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Các em sẽ thấy là một quá khứ nó rất là hỗn độn, lộn xộn. Thì với hiện đại thì nó nhìn nó rất là chuẩn mực, hiện đại mà nhìn trong nó có cái gì đó nó thoáng hơn, nó nhìn nó rộng tầm mắt hơn. Đó, thì quan trọng là các bạn phải đưa ra những người được giải quyết. Đó, thực ra nói vui nhé, người khởi nghiệp ấy nó rất giống với một người làm cách mạng. Nhiều khi nói thì hơi quá, nhưng mà thực ra nó không quá một tí nào. Anh cũng nói luôn là người làm cách mạng ấy, đó là người đi giải quyết những vấn đề mà xã hội đang tồn tại. Nên chính như vậy là nhiều khi các bạn là bảo là ừ, thôi em làm khởi nghiệp chỉ đơn giản là vì em kiếm tiền. Thì nếu như thế ước mơ đó không đủ, nó còn quá bé. Bạn phải nên nhớ, bạn khi khởi nghiệp thì bạn xác định là bạn đang giải quyết một vấn đề nào đó cho xã hội. Thì điều đó bạn sẽ đến con đường thành công, nó sẽ giúp bạn thu hút được những người khác đi cùng con đường với bạn, nó sẽ nhanh hơn. Chứ một mình bạn làm không, một mình một tay bạn không làm nên cả thế giới đâu. Nên đòi hỏi sự giúp đỡ của rất rất nhiều người. Và bạn hãy luôn coi đó là một cuộc cách mạng. Và cuộc cách mạng đó tạo ra gọi là innovation, là sự cải cách, cải tiến mới. Thì bạn phải thu hút được rất nhiều người đi cùng với bạn. Đó, rồi bạn sẽ phân tích những bối cảnh từ xu hướng này, điều luật quy định này, môi trường kinh tế này, cho đến đối thủ cạnh tranh này, yếu tố công nghệ này, rồi nhu cầu của khách hàng này và những yếu tố bất định. Đó là những thứ mà bạn cần phân tích và đưa ra những mô hình để bạn giải quyết được cho vấn đề của thị trường. Tiếp nữa, bạn phải có những tầm nhìn và những tham vọng. Kinh doanh mà phải có tham vọng. Nó là cái từ tham ấy là tham lam, vọng ấy nghĩa là có một hướng nhìn rất là xa, rất là vọng ước. Đó, thì em hiểu là nó là từ ghép thôi. Đấy, nhưng mà kinh doanh thì chúng ta phải có những cái điều như vậy thì chúng ta mới làm lớn được. Còn nếu không có thì các bạn sẽ ước mơ nó gọi là người ta còn nói vui với nhau là gọi là ước mơ con đè chết cuộc đời con ấy. Tức là ước mơ là quá nhỏ bé, nó đè chết cái một số phận một con người. Đó, vì ước mơ bé quá. Đó, ước mơ con đè nát, đè giết chết cuộc đời con ấy. Đó, đấy chính là cái câu mà anh rất nhớ. Đó thì quan trọng là mục đích bạn đạt được phải đưa ra, đó là sự cao cả mà bạn sẽ mong muốn là đạt được cái điều đó. Đó, và câu chuyện của tầm nhìn thì nó sẽ gồm rất nhiều thứ, từ cái câu chuyện là từ lịch sử này, rồi bạn có thể đi phỏng vấn này, bạn sẽ trích lập từ tài chính này, rồi tức là cái tạo ra được những cái tầm nhìn của bạn để có thể hiện thực hóa được tầm nhìn đó, thì bạn phải dựa vào tất cả những cái này. Để làm thế nào để bạn có hiện thực hóa được cái tầm nhìn của bạn thì bạn nên viết ra. Nói chung là nếu nói về tầm nhìn thì nên viết ra bằng giấy, chứ đừng nói nhau bằng miệng. Nếu mà nói miệng là nói này nói hay mai quên hết rồi. Đó.
Đấy thì bạn đã giúp được khách hàng của mình hoàn thành được công việc gì, thì cái câu chuyện là bạn đang giải quyết được một cái breakthrough thị trường đó, và bạn luôn định vị được ai là khách hàng của mình, khách hàng sẵn lòng trả tiền cho bạn không, và khách hàng muốn gì của bạn đó. Thì đấy là những cái bạn cần phải trả lời. Còn sau đó bạn sẽ xây dựng được những giá trị cốt lõi cho mô hình kinh doanh của công ty bạn, thì nó là từ sản phẩm dịch vụ, đó là điều giải quyết vấn đề, điều tạo ra giá trị, và từ những cái vấn đề, từ công việc, giá trị và vấn đề, nó sẽ tạo ra được cái hình khối, từ hình tròn như thế này nó tạo ra một cái hình hình vuông như thế kia, và nó có những cái bánh chưng vậy đó. Thì đó là chính là giá trị cốt lõi. Và câu chuyện ở đây rằng là mỗi người chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để gặp gỡ với các nhà đầu tư. Và ở đây cách hỏi là rõ ràng ở đây các bạn rất chuộng, và ai đã máu khởi nghiệp hay là ai thích khởi nghiệp thì chắc chắn rất thích chương trình Shark Tank, đúng không? Đúng không? Các bạn đều rất thích chương trình đó. Và em có thấy là cái thời gian để người ta biết pitching ấy, nó không có nhiều. Không phải là ngồi pitching cả ngày cũng được. Và đòi hỏi là làm thế nào, em biết không, những cái sáp mà người ta nhạy cảm ấy, em có biết là người ta chỉ mất bao nhiêu thời gian không? 30 giây đầu tiên. Cái cảm nhận đầu tiên ấy, đó là khi một người startup đứng lên ấy, với một nhà đầu tư ấy, 30 giây đầu tiên là rất rất quan trọng. Em hiểu, 30 giây đấy nó thể hiện được cái phong cách và phong thái của cái người làm startup có ấn tượng với nhà đầu tư được hay không. Nên 30 giây đầu tiên ấy, nó là điều rất rất quan trọng. Và 30 giây đấy thì các bạn cần phải sâu ra điều gì. Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi giúp bao nhiêu phần trăm phân khúc khách hàng của những người bao nhiêu đang mong muốn, công việc được thực hiện bằng cách nào, và điều đó được hành động như thế nào, không giống ai. Đó, chỉ 30 giây thôi để đóng gói trong một câu nói, để nó giúp cho cái việc là thứ nhất là tất cả các nhà đầu tư, những người đồng sáng lập hay những rất mong muốn là khách hàng, họ được chiêu dụ bởi cái mô hình kinh doanh này. Nên 30 giây đầu tiên là 30 giây quan trọng nhất để lại ấn tượng tốt nhất đối với mọi người, nếu như bạn thực sự biến cái ý tưởng của mình trở thành một cái startup. Nên 30 giây đó rất quan trọng. Và kỹ thuật của đổi mới sáng tạo thì nó gồm là gì? Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên, kỹ thuật của đổi mới sáng tạo, đầu tiên đó chính là phải biết đoán trước được tương lai. Hiện tại lúc này từng là một tương lai không tưởng. Đó, em cứ hiểu nhé. Ngày hôm nay á, Kem ngồi ở đây này, Kem đang ngồi ở đây á, em có biết rằng là chúng ta thử một cái mẹo nhỏ nhá. Em có biết là để ra được cái ghế góc ấy, cái ghế mà Kem ngồi ấy, nó có khả năng lật lên lật xuống rồi này, là những cái gì đó không tưởng trong quá khứ đâu. Nó không tưởng trong quá khứ. Vì em hiểu nhá, cái ghế lúc đầu ấy, nó chỉ là cái ghế bình thường thôi. Nó không có cái chức năng gập lên gập xuống như mà Kem đang ngồi đâu. Đó, nên là cái mà em hãy nhớ nhá, một trong những cái người mà làm tốt nhất startup ấy, đó chính là bạn có khả năng tiên đoán được tương lai. Nghĩa là tương lai sẽ có nhu cầu như thế, em đoán được thì chắc chắn sẽ có nhu cầu. Đó, thì đó chính là khả năng tiên đoán được tương lai. Đó, thì đấy là những cái mà người startup bắt buộc phải có kỹ thuật này. Tiếp theo, đó là hãy nhìn nhận mọi thứ một cách tươi mới. Luôn luôn refresh bản thân, và luôn luôn refresh cái mô hình kinh doanh, cũng như refresh cái ý tưởng của các bạn. Đó, đấy chính em nhìn đến đây. Đó, người ta luôn luôn phải... Đấy, ví dụ nhé, một nhãn hàng cà phê muốn thành công được thì ông ấy phải luôn luôn phải cảm thấu được cái vị của cà phê, cái đơn giản cái hương vị, cái chất liệu hay tất cả mọi thứ trong cái cốc cà phê đó nó gồm những cái gì mà người ta phải nghiên cứu. Hay là một cái trang, ví dụ Design by Me ở đây đó chính là ví dụ như Design Bow cũng là một cái startup của Việt Nam ở Silicon Valley. Thì em hiểu là bản thân là họ phải nghĩ ra là thì cái người thiết kế phải gồm có vẽ những cái gì đó, hay đơn giản là chỉ những cái mũi khoan thôi. Vì sao mà bây giờ tường nó làm thế nào mà mình có thể đâm vào thủng nó, thì cái việc tạo ra cái mũi khoan đó cũng đã là một cái câu chuyện của một startup rồi. Đó, thì đấy chính là những cái câu chuyện là chúng ta phải làm cho chúng ta tươi mới liên tục, thì các bạn sẽ ra rất nhiều những ý tưởng tươi mới. Rồi các bạn phải biết ứng dụng các mô hình kinh doanh khác nhau. Đó, đầu tiên nó như là cái mớ đội kìa, như cái đống dây ở trên kìa. Thế nhưng mà quan trọng từ cái đống dây đấy, em có thể tìm ra được cái đầu nguồn và cuối nguồn của nó, thì em sẽ ra được những cái mô hình kinh doanh. Đó, thì em sẽ nhìn thấy có những cái mô hình nó rất là mới đây. Ví dụ như là máy in rẻ này, bình thường in thì rất là đắt, nhưng cuối cùng nó tích gọn để máy in bé xíu thôi. Đó, ví dụ đi đâu em cũng thấy, tôi có thể in được, thậm chí máy in này em biết đâu em có thể cầm tay và xách tay được. Đó, đi đâu em cũng thể in được, thích chúng là em in lúc đấy. Đó, thì nó đấy là, đấy, thì câu chuyện là em sẽ giải quyết được những vấn đề gì cho xã hội, thì em hãy ứng dụng các mô hình kinh doanh khác nhau, thì em sẽ tạo ra được những sản phẩm mới. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ có những thứ là nền tảng của rất nhiều cấu phần. Nghĩa là nhiều khi ấy, đó chính là các bạn hãy nghĩ là đến cái từ free.
free là miễn phí. Thì câu chuyện nhé, thì cái từ free ấy, nó cũng đã thể hiện một bài toán rất đúng đối với Facebook. Các anh hỏi là ở đây ai dùng Facebook đã từng bị mất tiền? Có ai đã từng bị mất tiền với Facebook không? Không ai mất tiền đúng không? Rõ ràng em đang được hưởng free đúng không? Đó, và các em được hưởng free như thế thì các em hiểu vì sao mà lại thu hút được nhiều người đông. Đó là từ cái chữ free để mở ra. Nhưng sau chữ free đó thì em hiểu là lại là kiếm được rất rất nhiều tiền. Đó, vì rõ ràng Facebook thì không thu tiền của các em đâu. Thế nhưng Facebook lại thu tiền của những nhà quảng cáo, vì những nhà quảng cáo đang cần những dữ liệu của những người dùng free đó. Đó, và đấy chính là đơn giản là đi từ cái từ free đó ra. Em có thể nhá, nhìn này, từ free sau đó cộng thêm cái từ premium. Đó, thì cuối cùng nó tên là freemium. Thì cuối cùng cái từ freemium đấy lại là cái chữ để tặng ra dòng tiền. Đó, em cứ hiểu như vậy. Đó, nên là nhiều khi làm startup, đấy là vì sao mà em bảo là cứ phải cho người dùng người ta trải nghiệm đi, làm cho người ta trải nghiệm những cái gì mà mình đang tưởng tượng đi, cứ cho trải nghiệm chán chê đi. Đến khi ông trải nghiệm chán chê, ông nghiện cái của tôi rồi thì tôi sẽ thu tiền của ông. Đó, thì đấy chính là những cái mô hình kinh doanh nó rất là hiệu quả ở trên thế giới. Đó, thì có nữa là bốn tâm chấn của đổi mới. Em hãy nhìn nhé, bốn tâm chấn là gì? Đầu tiên, tâm chấn đầu tiên đó chính là tâm chấn từ định hướng bởi nguồn lực. Nguồn lực các em có thực sự dồi dào mạnh thì đó chính là tạo ra cái sức đổi mới của các em. Tâm chấn nhiều khi nó lại đến ở cái định hướng bởi giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi càng mới thì đôi khi nó lại tạo ra cái mới riêng của em. Định hướng lại bởi khách hàng, biết đâu cái tập khách hàng của em lại hướng một tập khách hàng thị trường khác. Nên là nhiều khi khách hàng không bao giờ có nhu cầu, từ trước đến nay chưa biết nhu cầu đó. Bây giờ em gợi mở ra nhu cầu đó, em cũng đánh được vào cái định hướng đổi mới. Tâm chấn lại đến từ doanh thu, nghĩa là doanh thu của em bình thường người khác không làm được cái đổi mới ở cái đấy, nhưng em có thể biến động doanh thu và tạo ra nhiều giá trị từ cái doanh thu của mình. Đó này cũng là tâm chấn của sự đổi mới. Đó, nên chính như vậy là tạo ra việc đổi mới không khó. Rõ ràng đấy, và ở đây là quay trở lại đến cái việc là đưa ra những cái lựa chọn của những mô hình kinh doanh phù hợp. Và đó, ở đây nó nữa ở cái câu chuyện là bất in hand. Bất in hand ở đây nó câu chuyện ở việc là tư duy khởi nghiệp. Nghĩa là bản thân các bạn ấy, muốn khởi nghiệp thành công ấy, các bạn phải sẵn luôn cài trong đầu mình ấy, đó là cái tư duy của một người khởi nghiệp. Thì bất in hand nghĩa là con chim trong tầm tay bạn. Nghĩa là con chim đấy nó có thể vụt mất vì nếu như bạn không kiểm soát được cái tư duy của mình. Nhưng nếu bạn kiểm soát nó thì bạn hãy nhớ kể cả con chim nó biết bay, nhưng bạn kiểu gì bạn nắm chắc được nó và tóm được nó. Đó thì đó chính là tư duy khởi nghiệp. Thì câu chuyện startup là một tổ chức được dấn thân để tạo ra cái gì đó mới trong điều kiện môi trường xung quanh cực kỳ bất ổn và vô định. Nên chính ra vậy đấy, thì rõ ràng là người ta sẽ dùng cái thuật ngữ là lean startup hay còn gọi là khởi nghiệp tinh gọn. Đó thì để cho các bạn thấy rằng là rõ ràng vai trò ở đây là các bạn phải tìm đến những mô hình mới và càng gọn càng tốt. Đó, và những cái khung mô hình kinh doanh này thì nó rất là quen thuộc với các bạn ở trên rồi, gọi là mô hình con canvas. Tiếp theo là sử dụng những cái nguồn lực key resources, là những nguồn lực để các bạn đưa vào cái business model của mình. Rồi đó, con chim trong tay, nhưng bắt đầu với những gì mà bạn có, hãy tóm nó và hãy bắt đầu. Đó, rồi có những thứ mà các bạn phải chịu, đó là những thiệt hại và sẽ chấp nhận được. Thiệt hại về tiền, thiệt hại về mối quan hệ hay thiệt hại về niềm tin. Cái đấy là điều rất rất cái bạn sẽ cần phải chạm vào. Tuy nhiên, bạn hãy cần tập trung để những rủi ro mang tính mặt trái của vấn đề sẽ được giải quyết. Rồi, nước chanh, lemon, đó là vị chua của chanh. Thì hãy tận dụng những sự kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên thì sẽ giúp cho bạn là cảm giác cái vị nêm của chanh ấy, đó là vị chua của nó ấy. Nó sẽ giúp cho cái bạn là bạn cảm giác là à, bạn có cảm nhận ở đầu lưỡi. Tức là nó làm cho cái độ make sense của bạn ấy, cái độ nhạy cảm của bạn ấy nó sẽ tốt hơn. Đó, nên là bạn hãy tận dụng những điều kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên, nghĩa là cái cảm nhận, cái make sense của bạn rất là tốt. Đó, thì đấy vì sao gọi là ứng dụng hình tượng là nước chanh. Tiếp theo là cái miếng chanh chấp má, ở đây đó chính là tạo lập ra những mối quan hệ đối tác. Nghĩa là bạn nên nhớ kinh doanh thì không phải là một mình, bạn phải luôn luôn thiết lập những mảnh ghép. Mảnh ghép đó chính là những mảnh vá đấy, để giúp cho bạn là bù đắp được cái mô hình kinh doanh của mình nó hoàn thiện nhất. Nên là càng nhiều đối tác càng tốt. Rồi, phi công trên máy bay, đó là bạn luôn luôn phải biết kiểm soát và tiên đoán. Tại vì phi công mà, phi công ở trên bầu trời làm gì có đường như đường đi ở dưới đất này đâu. Nên bạn luôn luôn phải có khả năng tiên đoán trước là điều gì sẽ xảy ra. Và bạn phải kiểm soát cái đường bay của mình, xem rằng là nó có nguy hiểm không, nó có bị ảnh hưởng với các hành lý này, cũng như cả hành khách đang ngồi trên chuyến bay của bạn không. Đó, thì đó chính là phi công trên máy bay, pilot.
Đó, thì đấy chính là tất cả những nội dung mà em chia sẻ với các bạn liên quan đến hành trình về khởi nghiệp cũng như những giá trị về khởi nghiệp. Con đường về khởi nghiệp sẽ luôn luôn đầy những vất vả và những chông gai. Tuy nhiên, anh cũng nói luôn rằng là nó sẽ là cơ hội để giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp.